Minasan, konnichiwa. Sensei, konnichiwa. Minasan, konnichiwa. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài số 21. Ok chưa? Nội dung sẽ là gì? Em thì vừa nãy Nhung nhìn qua Nhung mà em rất ngon. Em rất ngon. Nhưng mà chúng ta sẽ học về sự thấy này, được chưa? Em thấy cái điều gì đó. Em thấy bộ phim đó rất thú vị, được chưa? Này, em thấy cô gái đấy xinh đấy chứ, đúng không? Em thấy anh đấy đẹp trai đấy chứ. Được chưa nào? Đấy, chúng ta sẽ học thấy này. Mẫu câu, được chưa? Đây là thấy của chúng ta. Omoimasu. Đấy. Thấy gì đó. Trong sách thì là nghĩ, đúng không? Đấy, nghĩ đều được. Nhưng mà thì thường ta dùng thấy nhiều hơn. Khi nào chúng ta vẫn dùng dịch sang là nghĩ, tùy vào cái văn cảnh của nó, đấy chưa? Hay. Tiếp theo chúng ta là toimas. Ai đó nói là anh ấy bảo là cái gì đó, đấy chưa? Tiếp theo deso, nhỉ, bảo miệng nê, được chưa? Cái này tí nữa chúng ta sẽ làm tiếp. Dễ lắm, bài này dễ nhanh. Tầm khoảng 25 phút là xong. Hay, ok. Đầu tiên này rồi đây. Cách kết hợp của nó này rồi đây. Tôi thấy là tôi nghĩ là này, thường sẽ tôi thấy trước nha. Ok. Chúng ta sẽ có thể thường cộng với tô omoimasu. Được chưa nào? Thể thường cộng với tô omoimasu. Hay. Thể thường là gì? Chia dạng gì nhỉ? Dạng thường. Dạng ngắn đấy, gọi là dạng ngắn đấy. Được chưa? Thể thường dạng ngắn. Sẽ là gì ạ? Về đự này, về tạ này, về nai này, về tai này, được chưa? Rồi, oishi, oishiku nai, xin xét sự thì nó sẽ có đà. Tính từ đôi na. Được chưa? Tính từ đôi na sẽ có đà và danh từ thì sẽ là đà. Ví dụ mình đoán là em nghĩ anh ấy là người Nhật, được chưa? Các thầy bạn đi không xin nào tôi ngồi mà. Được chưa? Ok. Hôm nay gì nhỉ? Tùy vào hoàn cảnh chúng ta gì nhỉ? Omoimasu này chúng ta sẽ chia là gì nhỉ? Omoimasen. Em Asen. Thế này em không nghĩ là, được chưa? Em không thấy bộ phim nó hay, được chưa? Hay. Ichiban. Nihonjin wa yoku hataraku to omoimasu. Nihonjin. Yoku hataraku. Làm thứ dạy rồi. Làm yoku. Yoku là gì? Tốt. Yoku là thường làm cái gì đó. Đấy chưa? Yoku sư bái Ittekimasu, thường hay đi siêu thị. Yoku benkyo shimasu, học rất là. Yoku benkyo shimasu. Học rất chăm đấy. Tức là gì? Làm việc rất là chăm chỉ trong trường này sẽ như vậy. Được chưa? Này, em thấy người Nhật làm việc rất là chăm chỉ. Từ yoku hataraku làm việc chăm chỉ. Được chưa? Hay làm việc nhiều đấy. Được chưa nào? Yoku hataraku có mùi mà. Tiếp. Computer wa yaku ni tatsu to omoimasu. Yaku ni tatsu trong bài là gì ạ? Hữu ích đúng không? Em thấy máy tính hữu ích ạ. Rất là hữu ích, được chưa? Em thấy máy tính hữu ích nhé. Ok chưa? Đấy. Thế nào? Nhung. Betonamu no daigaku se wa amari benkyo shi nai to omoimasu. Amari benkyo shi nai to omoimasu. Nghĩa là gì? Em thấy do các trường đại học. Em thấy cái gì đây đã? Em thấy cái gì đây? Chủ ngữ nó là đây. Trường đại học. Cái gì đai gác C là gì? Sinh viên nhớ chưa? Gác C là học sinh nhớ chưa? Đai là trong chữ đai gác cự là đại học nhớ chưa? Đai gác C là sinh viên Việt Nam. Em thấy sinh viên Việt Nam không chịu học cho lắm nhỉ? Đấy chưa? Ok. Hay tiếp. Nihongo no benkyo wa omoshiroi to omoimasu. Học tiếng em thấy học tiếng Nhật rất thú vị. Em thấy học tiếng Nhật rất thú vị, được chưa? Hay. Nihongo no benkyo wa omoshiroi to omoimasu. Đấy chưa? Nihongo wa bukara takai keredo. Keredo. Benri da to omoimasu. Bây giờ chúng ta thêm từ keredo nhé. Keredo bằng desuga. Keredo bằng desuga, được chưa? Bukara là vật giá, được chưa? Em thấy ở Nhật thì vật giá cao nhưng mà rất là tiện lợi. Bên đi là tính từ gì? Đôi na thì sẽ có đa, được chưa? Hay. Ok. Nihongo wa bukara ga takai desu keredo bên đi đã tô mùi mà takai desu keredo cũng được, takai desu ga cũng được, được chưa? Hay. Tiếp theo. Kino no testo wa Musukashi katta to omoimasu. Kino, kino no testo wa muzukashi katta to omoimasu. Bài kiểm tra ngày hôm qua khó. Em thấy bài kiểm tra ngày hôm qua thì rất là khó. Em thấy bài kiểm tra hôm qua rất là khó, được chưa? Hay. Tiếp. Hồng sáng hoa. Hansan mự đá to omoimasu. Nghĩa là gì? Em thấy bạn Hồng đẹp trai. Em thấy bạn Hồng đẹp trai, được chưa? Em thấy thầy Dũng đẹp trai nữa nha. Dũng sensei wa hansan mự đá to omoimasu. Tiếp. Fakusu wa beri đá to om. Pha. Đây là chữ pha đúng không? Fakusu wa beri đá to omoimasu. Giống như từ Pháp đúng không? Fakusu là từ nào? Fakusu wa beri đá to omoimasu. Cái gì? Em thấy là máy fax tiện lợi. Câu này phải là internet wa beri đá to omoimasu này, mail wa beri đá to omoimasu. Được chưa? Để hay hơn đúng không? Máy fax này thì bây giờ không bên đi. Được rồi. Bên đi là tốt omoimasen. Được chưa? Ok? Phát sư mà bên đi là tốt omoimasen. Rồi máy phát bao giờ chưa? Chưa bao giờ đúng không? Giờ cần gửi email rồi. Đây, omoimasen. Ok chưa? Đây, tiếp. Asta ame ga furu to omoimasu. Kuroi kumo ga. Kuroi kumo ga. Kuroi kumo ga arimasu kara. Ngày hôm qua thì trời có tôi thấy hôm qua. Cái này chắc là không thấy được. Tôi nghĩ là trời sẽ mưa vì tôi thấy có đám mây đen. Cái gì mưa? Bao giờ mưa? Ngày mai. Tôi nghĩ là mai sẽ mưa bởi vì tôi thấy có đám mây đen. Đúng rồi, ok. Em nghĩ là ngày mai trời sẽ mưa bởi vì có đám mây đen. Được chưa? Kuroi kumo ga arimasu kara. Tiếp. Tanaka-san wa konai to omoimasu. Kino kaze deshita kara. Kaze deshita kara. Tanaka, tôi thấy tôi nghĩ chắc chắn sẽ là nghĩ thế nào bây giờ đó. Tôi nghĩ anh Tanaka không đến vì hôm qua bị ốm. Anh bị cúm nha, kaze trong này sẽ là cúm nha nhá. Nó bằng với lại là gì nhỉ? Kaze này nó giống như kiểu là gì nhỉ? Gió đúng không? Ý nghĩa cũng là gió đúng không? Nào là cơn gió đúng không? Kaze gió. Nhưng mà gì nhỉ? Kaze nó cũng là cúm này này. Chứ hai khác nhau thôi. Ý thế nào? Kaze để cả là quá. Được chưa? Nghĩ. Đây, tiếp. Hiền sang wa mo dekaketa to omoimasu. Heya ga kurai desu kara. Em nghĩ là bạn Hiền đã ra ngoài. Đã ra ngoài rồi. Bởi vì trong phòng tối ạ. Bởi vì phòng tối được chưa? Đấy. Mình nhìn mình đoán mình nghĩ thôi, được chưa? Đây, tiếp. Mae no testo wa musukashi kata desu kara asta no testo mo musukashi to omoimasu. Nghĩa là gì đây? Em nghĩ là bài kiểm tra ngày mai thì sẽ khó. Cũng khó. Bởi vì là bài kiểm tra hôm trước đã khó. Hôm trước đúng không? Hai rồi testo. Bài kiểm tra lần trước đấy chứ? Đã khó đúng không? Hay, tiếp. Bác sensei wa totemo genki da to omoimasu. Em nghĩ thầy bác rất là khỏe. Thầy bác rất là khỏe, đúng không? Này. Tiếp. Nam sang wa kito tabako o suwanai to omoimasu. Kito học chưa? Kito là chắc chắn đúng không? Chắc chắn đúng không? Thế là gì đây? Em nghĩ là bạn Nam chắc chắn không hút thuốc. Đấy chưa? Em nghĩ là chắc chắn bạn Nam không hút thuốc. Đấy chưa? Đấy chưa? Em thấy cái gì đó thì em phải nói ra nhỉ? Em nghĩ là gì em sẽ phải nói ra, được chưa? Đấy, xong rồi. Bây giờ chuyển sang phần tiếp theo đó là gì đấy? Nanto imasuka. Đấy chưa nhỉ? Hay imasuka thì sẽ đọc nanto imasuka là nói là gì? Được chưa? Đó, nanto imasuka tức là anh ấy đã nói gì, anh ấy đã bảo gì. Đấy thế nào? Này, và đường trước nó sẽ là tố, được chưa? Và cái chữ tố này nó tương đương với chữ là này. Anh ấy bảo là nói là được chưa? Hay. Ví dụ cái này trước tiên, cái này có một chút mà chúng ta chưa học ở bài sau, bài 24 chúng ta sẽ học nhá. Ví dụ trong câu này nhé. Toki là khi thôi, các bạn chỉ nhớ cho mình. Được chưa? Ví dụ về tạ thứ bên này để thế. Để thường cộng với toki là khi. Đấy. Dekakeru toki ittekimasu to imasu. Nghĩa là gì? Khi ra ngoài thì nói câu ittekimasu. Khi ra ngoài, khi đi ra ngoài thì sẽ nói là ittekimasu. Được chưa? Sẽ nói là ittekimasu. Để tiếp. Kaita toki tadaima to imasu. Khi mà trở về nhà. Đây là trong trường hợp, trong những điểm khoảnh khắc chúng ta đã về nhà rồi nhé, thì sẽ là tại. Khi về nhà chúng ta sẽ nói là Tadaima. Tadaima, được chưa? Hay Tadaima. Em về từ đây đúng không? Ok chưa? Hay, tiếp theo. Gohan o taberu mae ni itadakimashita to imasu. Itadakimashita. Ở đây là gì? Các bạn thấy thế nào? Itadakimasu rồi nhỉ? Itadakimasu. Cái này sai thì trước khi ăn cơm thì nói câu itadakimasu. Trước khi ăn cơm thì sẽ nói là itadakimasu. Được chưa? Cái này trong cái bài nghe của Nam sẽ xuất hiện cái câu này nên các bạn nhớ cho mình nhé. Ví dụ người ta sẽ hỏi là gì ạ? Gohan wo taberu mae ni nanto imasu ka? Đúng không? Thì nó sẽ nói gì? Hoặc là mấy câu vừa nãy thì nhỉ? Dekakeru toki nanto imasu ka? Được chưa? Kaeta toki nanto imasu ka? Được chưa? Nanto imasu ka sẽ nói là gì đấy? Xong người ta sẽ cho một cái đáp án rồi mình phải chọn. Được chưa? Hai, tiếp theo. Neru mae ni oyasumi nasai to imasu. Hai. Trước khi đi ngủ thì nói câu oyasumi nasai. Đúng rồi. Tiếp. Taisan wa kanozo wa iru to imasu. Bạn Thái nói là bạn ấy đã có người yêu. Nói các nó rồi phải đi được tốt gì mà các nó rồi đi được đúng không? Này đã có người yêu rồi đấy. Được chưa? Đấy, tiếp. Musuko wa haha ni Yusoku o tabenai to imashita. Musuko là con trai của mình. Con trai tôi. Đã nói với ai kia? Đã nói với mẹ là con trai tôi đã nói với mẹ là Anna Yusoku. Yusoku là cơm tối. Ăn cơm tối. Cái yêu này nó nghĩa là gì nhỉ? Cơm buổi chiều chính là cơm tối. Ngày xưa bên Nhật cũng giống với mình, ăn cơm là ăn cơm sớm, 5-6 giờ đã ăn cơm rồi. Nên là lúc đấy sẽ là Yusoku. Được chưa? Yusoku. Còn gì ạ? Ban Ngô Hàng này, được chưa? Ban Ngô Hàng chúng ta học rồi đúng không? Yusoku này cũng là ban Ngô Hàng, được chưa? Hai. Hai bên này. Tức là gì nhỉ? Con trai tôi đã nói với mẹ rằng, đúng không? Mẹ nói rằng đấy. Đấy nhỉ? Đó. Nó sẽ không ăn tối được đây. Ok, hoặc là chúng ta sẽ bỏ từ ha ní này mình được. Ok. Tiếp. Tao-san wa Kuni-san ni kekkon shita to imashita. Thảo đã nói với Quỳnh là sẽ kết hôn. Thảo đã nói với Quỳnh là sẽ kết hôn. Đã kết hôn. Được chưa? Kekkon shita. Đã kết hôn. Kết hôn được này. Ok. Đã kết hôn được này. Được chưa nào? Đấy, kekkon shita. Tiếp theo. Hiếu-san wa hảo-san ni ano restaurant wa oishito imashita. Cái này gì? Bạn Hiếu đã nói với bạn Hảo là cái nhà hàng đó ngon. Đúng rồi, nhà hàng đó ngon đấy. Dễ quá gì nữa. Tiếp. Hương sáng ni suki da to imashita. Bạn Hùng đã nói với bạn Hương rằng anh rất thích Hương. Anh thích em đấy chưa? Suki da. Đấy chưa? Suki da to imashita. Đấy. Sensei wa suiyobi wa yasumi da to imashita. Sensei nói là là thứ 5 sẽ được nghỉ. Thầy bảo là thứ 4 sẽ được nghỉ. Thứ 4 nghỉ nhá. Ok. Sensei bảo. Ok. Xong rồi, đây là chuyện làm phần số 3 này đấy. Hay, deso bằng nhỉ hay là phải không? Đúng không? Khi mình cho hỏi này đấy. Ok. Ví dụ này, mai trời mưa nhỉ. Đấy nhỉ? Anh ấy không đến đâu nhỉ? Đấy chưa? Đấy. Ok. Món này không ngon đâu nhỉ? Đấy nhỉ? Chúng ta sẽ phỏng đoán được chưa? Đấy. Phỏng đoán. Ok, phải không? Cách kết hợp thì thể thường như nhá. Thể ngắn rồi nhá. Gọi là thể ngắn. Cho vào đây. Hay. Nào, ví dụ này, e-san wa osake o nomu desho. Đang hỏi đúng không? Desho. Đây desho đấy à? Desho. Thế là gì nhỉ? Ví dụ thủy sản osake nomu desho. Thì cũng rượu nhỉ? Đúng không? Đấy hỏi cho này. Chan rằng là tabako suimasu. À suimasu. Sự ok. Hay ví dụ này, chàng xong là tháo có sự để sổ. Được chưa? Này, nhiều xong là kareshi ga iru desho. Hay. Hiểu chưa? Hay. Tiếp. Ai sang wa sensei no denwa bango o shiteru desho. Shiteru desho. Nghĩa là gì? Bạn A cũng biết số điện thoại của thầy nhỉ? Biết số điện thoại của thầy nhỉ? Được chưa? Tiếp. E sang wa kekkon shiteru desho. Hay kekkon shiteru desho. Nghĩa là gì? Bạn E thì cũng kết hôn. Bạn E thì cũng đã kết hôn rồi nhỉ? Đúng không? Kekkon shiteru desho. Hay, tiếp theo. E sang wa ashita gakkou ni ikanai desho. Ashita gakkou ni ikanai desho. Bạn tức là hỏi. E sang wa hỏi trực tiếp luôn đúng không? Ngày mai bạn là bạn không đi học gì. Được chưa? Không đi học gì. Chắc rồi mà ashita gakkou ni ikanai desho. Được chưa? Tiếp. E sang wa kino keiki o tabeta desho. Bây giờ Trang sẵn này, Trang cũng ăn, không Kino Kino, cái kiểu, tabeta desho. Trang cũng ăn bánh nhỉ? Trang, hôm qua cũng ăn bánh rồi nhỉ? Hôm qua cũng ăn bánh rồi, Trang sẵn là Kino, cái kiểu, tabeta desho. Được chưa? Ok, cái vấn đề này đó, natsu thì là atsui, fuyu là gì đây? 30 thì Nhung đọc cả hai câu nào. Nihon no natsu wa atsui desho. Nihon no fuyu wa samui desho. Được chưa? Lại các đọc desho. Atsui desho. Samui desho. Tabeta desho. Ikanai desho. Ok? Hai. Tiếp. Sensei wa hasamu desho. Sensei wa kirei desho. Sensei wa shinsetsu desho. Hai, shinsetsu desho nhé. Hai. Kirei desho, shinsetsu desho. Được chưa nào? Ở đây tính từ đuôi na này thì sẽ không có đà nữa nhé. Không giống như ô môi mát, được chưa? Hai. Tiếp. Sore wa chan-san no kabang desho. Sore wa chan-san no pen desho. Mỗi câu đơn giản đúng không? Đó là cái cặp của Trang gì, đó là cái bút của Trang gì. Sore wa chan-san no kabang desho. Được chưa? Ok chưa? Tiếp. Ví dụ là Minh sàng này, Cương sàng hay là cái gì đó. Thúy sàng wa anohito desho. Chú ý là người kia nhìn. Ai là thúy sàng là anohito desho. Anohito desho. Ok. Nếu gì mà anohito desho. Anh đẹp người kia đúng không? Ok. Hay. Tiếp. Kyo wa nichiyobi desho. Cái này gì? Hôm nay chủ nhật nhỉ. Đấy. Vậy là chúng ta sẽ xong 10 ví dụ rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Phần số 4 này đơn giản thôi. Rồi, danh từ Garimas thì chúng ta cái gì đó được tổ chức hay diễn ra xảy ra tại đâu đó, được chưa nào? Địa điểm. Đó. Ví dụ cuộc họp tự diễn ra tổ chức ở đâu chẳng hạn, hay là gì nhỉ? Omatsuri ấy, diễn ra tổ chức ở đâu, hay là trận đấu bóng đá này, được chưa nào? Hay. Câu đầu tiên nào? Hà Nội đệ Betonamuto Taino Soccer Shiai ga arimasu. Nghe gì nhỉ? Trận đấu bóng đá giữa Hà Lan và Việt Nam được diễn ra ở Hà Nội. Diễn ra Hà Nội được chưa? Đấy, tiếp. Kaigi shitsu de taisetsu na kaigi ga arimashita. Một cuộc họp quan trọng thì sẽ được đã được tổ chức ở phòng họp ạ? Ừ, đã được tổ chức ở phòng họp. Được chưa? Cuộc họp diễn ra ở phòng họp. Được chưa? Đây, câu số 3 là như nào? Chỗ này là gạch một tí đi được chưa? Ngắt một tí. 2011年 Nihon de oki jishin ga arimashita. Đây thì là vào năm 2011 thì đã xảy ra một trận động đất ở Nhật Bản, động đất lớn ở Nhật Bản. Cái này nên là chúng ta thêm chuyển lý được. Senjuichi nen ni Nihon de oki jishin ga arimashita. Được chưa? Bắc Ninh đấy. Rim-matsuri ga arimasu. Lễ hội Nim được tổ chức ở Bắc Ninh. Lễ Nim được diễn ra ở Bắc Ninh, tổ chức ở Bắc Ninh. Tiếp theo. Raishu tomodachi no ie de party ga arimasu. Tuần sau thì sẽ có một bữa tiệc ở nhà của bạn tôi. Có một bữa tiệc này diễn ra đúng không? Thế nào có một bữa tiệc diễn ra ở nhà của bạn tôi. Hết rồi. Dễ đúng không? Hai cái này thì nhỉ? Omoimasu dịch là gì? Tôi thấy em thấy, em nghĩ là đúng không? Em thấy là được chưa? Đây, tiếp theo Nantoimasu ka? Nói gì, đúng không? Trước khi đi ngủ thì nói gì, trước khi ăn cơm thì nói gì, đúng không? Khi về nhà nói gì và khi đi ra khỏi nhà nói gì, đúng không? Toimashita là anh ấy đã nói là, đúng không? Ok, thế là desho phải nhỉ, đúng không? Cái này của Nhung nhỉ, đúng không? Nhung này không đến nhỉ. Đây, tiếp theo arimasu. Được chưa nào? Đấy chưa? Diễn ra ở đâu? Sẽ xảy ra ở đâu đúng không? Tổ chức đâu? Đấy, ok. Kyono jugyo wa koko de owarimasu. Hai minasan, kyou wa arigatou gozaimashita. Sensei, arigatou gozaimashita. Minasan, arigatou gozaimashita.